Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đang đến rất gần và theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thì trong kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 5 ngày này sẽ không cắt điện trên địa bàn toàn thành phố. Ngành Điện lực Hà Nội cho biết đã chuẩn bị phương án đảm bảo điện an toàn liên tục, có dự phòng cho các địa điểm diễn ra lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao. Tại những địa điểm quan trọng, Điện lực Hà Nội đã bố trí cấp điện bằng hai nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng. Để đảm bảo cung cấp điện được liên tục an toàn, Điện lực Hà Nội đã yêu cầu các cán bộ, các bộ phận chuyên môn, công ty điện lực các quận huyện đảm bảo quân số trực xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, đồng thời tổ chức kiểm tra an toàn hành lang lưới điện, duy tu sửa chữa nhiều trạm biến áp đường dây, bố trí vật tư dự phòng, mọi công việc phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 25 tháng 4.